Mẹ, tại sao mà người ta không trồng gỗ xưa, nó cả nước trồng, mặc dù biết ngày xưa giá nó cao mới thế nọ kia, tại vì muốn lấy lõi của nó hơn chục năm. Xong rồi trồng, xong rồi bây giờ dân chưa gì đã chán con bà nó rồi, chờ thêm 10 năm nữa thì làm sao mà chờ được. Đấy, như cây này nó phải tầm 4-5 năm. Mà lên cây kia thì tôi cứ nói vào 6-7 năm, nhưng mà tùy theo từng người. Đấy, người ta chăm được thì 6-7 năm. Còn như cây này thì tôi cứ là nói bảo là 4 năm, từ cái loại kia khi nó kéo tán ra. Đấy, chứ còn không phải là cứ 1 năm sau nó được như thế này đâu mà bão hòa. Mẹ mày đang đang nói tôi Mộc Hương hay mày đang nói Bưởi Diễn đây mà mày bảo là 1 năm nó được như thế này mà bão hòa. Cứ khi nào mà mày xin được của người khác xong mày lên hội, ví dụ cây này 2,5 triệu mày đăng lên 500 đi. Là nhà mày mất luôn Facebook luôn ý. Mẹ chúng nó gọi điện cho là thối máy. Nhưng mà có hiểu cái mẹ gì đâu, cứ ngồi cứ toàn toàn đánh rắm vào Quốc hội chán kinh lên, thật. Không có chí tiến thủ. Quốc hội cứ hỏi trồng cái gì nuôi con gì là gàn. Toàn kiểu cái dân mà bây giờ vươn tới cái chế độ ăn no mặc ấm còn chả được, cứ toàn đi khuyên những cái người nó vươn đến cái tầm là ăn ngon mặc đẹp mẹ nó rồi. Xong rồi bây giờ mình cây dại yến thảo mấy cả cây cau lùn như, xong rồi cây gì nhỉ, dạ ngọc minh châu mình trồng cho nó đẹp. Mẹ phải chúng nó là không trồng cái loại này, mẹ trồng cây bưởi mai sau còn bán được quả mấy thế nọ thế kia. Mình bây giờ cần cái nói chung là cần cái cảnh quan hơn là cái việc phải ăn, phải trồng cây để có ăn, có thế nọ thế kia. Các bạn hình dung được, còn nói chung là bây giờ tôi sẽ ngồi tôi sẽ trả lời bình luận một số bạn. Nhưng còn nói thật, mới nói với bọn ấy thì nói thật ra là thà nói mấy đầu gối còn hơn. Mẹ cứ ngồi qua qua này, hôm nay có khỏe không? Nên nói chuyện như này nó còn thú vị hơn này. Mẹ nói mấy cái bọn nó toàn kiểu đánh rắm vào Quốc hội mệt ghê cơ. Đấy là nói về cái vấn đề của cái bạn kia, bạn bảo là thổi giá. Không ai thổi đâu. Khi mà người ta nói thật ra là có cái người mua và người bán, còn mình không có tiền, với cả nói chung là mình cũng không có cái nhu cầu mua. Như Nam tôi vậy, tôi chả có, lên hôm trước con cái thủy nó được ông đéo là ông ấy cho, không biết có đột biến hay đột quỵ gì không, nhưng mà tôi cũng chả biết nó là cái gì. Tại vì mình nói chung là mình không có thích Nam hay là thế nọ, cái mình chả hiểu nó đẹp cái gì thì là mình cũng không dám nói, tại vì nói lại động chạm đến anh em trên Nam, với cả anh em người ta hiểu về Nam mình có biết gì đâu, mình có cho nên không dám nói. Nói cái chuyện thổi giá thế nọ thế kia thì tôi bảo rồi, nhiều ông cứ bảo tôi định giá cây nọ cây kia, mình bảo mình có định giá được đâu, giá do ông mua và cái người bán ấy, chứ cây có phải của tôi đéo đâu mà tôi định giá. Người ta đang đòi 10 triệu mình lại bảo là cây này chỉ có 2 triệu thôi, thế thì mình khác mẹ gì, mình khác gì bọn nhau nhau, bọn đầu trâu mặt ngựa vừa mới bình luận xong mình mắng rồi. Còn đây giới thiệu mọi người cây dâu tây. Đấy, cây dâu tây đấy, cây dâu tây. Báo giá sơ qua nhá để cho các ông hay hỏi. Đây là đây nhá, cái cây này là nói chung là theo tôi thì trồng là khoảng tầm hơn 2 năm. Cao cây cả bầu nó khoảng 1,5 m, thân nó bằng ngón tay. Thoát thân như thế này thì nói chung là nếu mà thoát thì nó phải thoát đến tận đây này. Nó làm mẹ gì có tán đâu mà nói thoát, thoát thì tận ngọn. Thì nó cũng phải thoát tầm 1,4 m. Thì như cây này các bạn mua mua số lượng thì các bạn mua tầm 160-170. Đấy, còn đây là cái dâu Đài Loan quả dài như này. Nó dài cả hơn gang tay. Thì cái này mua, nếu mà mua thì khoảng 160-170, nhưng chắc không mua được đâu, khoảng tầm 200 đấy. Cái thứ hai nữa là cái hàng như thế này. Đây là những cái gốc mà bé bé như thế này thì thân nó bé, thân khoảng 6-7. Thoát thân như thế này, bóng tán thì nói chung là nó cũng sơ hơn cái loại kia. Thì nó rơi vào 1 triệu một cây. Đây, như cây nằm này là 1 triệu một cây. Hai cây này cũng 1 triệu một cây. Vanh nó chỉ tầm 6-7-8 thôi. Vanh nó 7-8 tức là nó tầm ngón chân. Nó tầm ngón chân. Đấy, nó tầm ngón chân. Không có ai giữ cái TikTok này, nó không cho đèn. Đấy, thì là 1 triệu một cây. Còn cái loại này là nó vanh 12 13, tức là nó thân hơn cả ngón chân cái. Thoát thân từ 40. Bóng tán thì nó to. Thì nó là rơi vào 2 triệu, 2 triệu rưỡi, nhưng con cái thủy nó bắt phải bán 2 triệu rưỡi tại vì giá ngoài không mua được cái giá 2 triệu đâu. Đấy, còn các cái hàng như thế này thì nói chung là vanh 18 hay 17 đấy. Vanh 16, 17, 10, đấy, thoát thân trên 1 mét, cao cây thì tầm 3 mét, hơn 3 mét. Thì giá bây giờ nó rơi vào khoảng tầm, nói chung là thị trường thì tôi không biết, nhưng mà nếu mà để tôi bán cái loại này cũng phải 4 triệu rưỡi, 5 triệu, đấy là tùy mọi người mua đâu thì mua. Cao cây như cái bọn mà, bọn 1 triệu làm ở kia thì nó cũng phải cao từ 1,8 m đến 2 mét. Tán thì nó hơi sơ, còn những cái ông cánh mà 2 triệu, 2 triệu rưỡi này thì nó to, tán nó to, nó dày răm. Đấy, còn cái cây hàng bụi kia thì 3 triệu rưỡi. Đấy, đây là cái cây 2 triệu rưỡi này. Vanh nó 12, 13.
Đấy, còn cái cây ở trên chậu thì tôi báo người ta 8 triệu. Nhưng mà để mà cái cây này thì nói thật ra là các bạn ấy cứ hy vọng là trồng một năm để được như thế này, xong rồi để bão hòa thì không có đâu.